Ủa sao con không về nhà qua đây? Dạ Quyên hẹn con ở đây, có chuyện gì muốn nói với con hay sao? Ủa con Quyên nó về rồi hả? Ủa nó về nhà chưa mà nó hẹn con ở đây? Con cũng không biết nữa, lát nó tới đây nè, bà hỏi đi. Chú Màu, anh Quang. Ủa thằng Phát? Dạ Quyên nhờ con đưa về quán á, cho nên con đưa Quyên về. Với lại con cũng muốn ghé quán để thăm anh Minh với Tinh. Thôi con xin phép chú con xuống sau. Em đi luôn Quang. Em ngồi đi. Ủa rồi con về nhà chưa? Mẹ con bắt trông con lắm đó. Dạ thôi, cái chuyện đó mình nói sau nha ba. Hôm nay con tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh Quang. Với lại cái chuyện tình cảm của con với anh Phát là một chuyện nghiêm túc. Con rất là nghiêm túc trong chuyện này. Con cũng rất là cảm ơn ba vì đã ủng hộ con. Chuyện tình cảm riêng tư của con á, ba muốn để cho con tự quyết định. Nhưng mà con cũng đừng quá căng thẳng với mẹ con. Mẹ con á, cũng chỉ vì lo cho con thôi, muốn tốt cho con thôi. Dạ con biết mà ba. Con cảm ơn ba, lúc nào ba cũng bên vợ con hết á. Con em, có chuyện gì muốn nói với anh? Em muốn nói với anh về chuyện của chị Hà. Bây giờ chuyện anh với chị anh tính làm sao? Anh Quang à, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như mà anh còn yêu chị á, thì đến nói chuyện đàng hoàng với chị đi. Đừng có làm tổn thương nhau như vậy nữa. Ba tin á, là con Hà không phải là cái hạng người như vậy. Cũng có thể là hiểu lầm gì ở đây, hoặc là bị người khác hại. Đúng rồi đó anh ba, em cũng tin chị Hà không phải là người như vậy đâu. Từ trước đến giờ anh sáng suốt lắm mà. Anh suy nghĩ kỹ là đi anh ba. Mọi người nói á, Hà bị oan, Hà vô tội, nhưng lại không có bằng chứng để mà chứng minh. Thật sự con không muốn tin Hà dữ lắm, nhưng con không thể nào để tình cảm ảnh hưởng tới công việc được. Anh nói anh là một người công tư phân minh, chuyện công việc là chuyện công việc, còn chuyện tình cảm của anh với chị Hà là chuyện cá nhân, nó có liên quan gì tới công việc đâu. Anh sắp xếp thời gian qua thăm chị đi. Chỉ cần anh tin chị á, là em biết chắc chắn anh sẽ có cách để tìm ra bằng chứng mà. Anh không qua đâu. Anh không nghe lời em thì sau này có mất đi anh đừng có đau khổ. Cuộc đời của ba trải qua nhiều chuyện thăng trầm, gặp gỡ cũng rất nhiều loại người. Ba tin vô trực giác và cách nhìn người của mình. Ba tin con Hà là người tốt. Ba nghĩ con Hà không bao giờ làm chuyện đó. Nếu con nghĩ nó làm chuyện đó, sao con không đi tìm hiểu bằng chứng coi sao? Nếu thật sự mà nó làm chuyện đó đó, thì sau này con xa nó cũng không muộn. Nói chung là em với ba đã nói hết lời hết ý với anh rồi, còn lại là anh quyết định thôi. Bây giờ nhà nhiều chuyện dữ lắm. Cháo đi. Bé Quyên nó nhắn tin cho anh, nói là em không được khỏe. Bé Quyên thì phải bận đi công tác, nên nhờ anh mua cháo giùm cho em. Ăn đi. Cảm ơn anh đã mua cháo với lại thuốc cho em nha. Để đi, xíu nữa em ăn. Sao hôm nay mệt mỏi vậy? Nhìn em tiều tụy lắm á nha. Bên nhà ông Quang làm khó làm dễ em nữa hả? Đúng không? Chuyện qua rồi, thôi bây giờ đừng nhắc lại nữa. Em cũng không muốn nghĩ ngợi gì tới đâu. Nghĩ đi nghĩ lại á, phải công nhận là anh kiên nhẫn với tình bạn này ghê á. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm liên lụy ảnh hưởng đến anh, vậy mà anh vẫn mua cháo mua thuốc cho em nữa. Em là người xấu hay người tốt anh là người biết rõ nhất rồi. Nếu như thực sự em là người xấu đi chăng nữa thì anh cũng có thói quen bỏ rơi bạn bè. Nói tóm lại là từ bữa giờ mọi chuyện cũng hiểu lầm mà ra không à. Anh cũng không hiểu làm sao nữa. Rõ ràng là đang yên đang lành tự nhiên cái nhức đầu, ngủ không biết trời chăng gì hết, rồi tỉnh dậy cái lòi ra mấy tấm hình đó để người ta hiểu lầm mình. Em cũng muốn chai nước sâm đó, anh cũng muốn chai nước sâm đó, cũng một đứa nít bán. Mà bây giờ anh đi tìm chai nước sâm đó thì ở đâu mà ra? Anh tìm thằng bé nó cũng không ra luôn. Bây giờ có đi báo công an, không có chứng cứ gì ai mà tin mình.
Anh thấy thôi, tốt nhất trong thời gian này anh cũng hạn chế gặp em đi. Mất công anh là đem tới cho em những cái rủi ro, những cái hiểu lầm mà không đáng có. Bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, có gì nữa đâu. Mình tốt hay không tự mình biết. Mình trong sạch như thế nào thì rõ ràng cũng chỉ có mình biết thôi. Ok, phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Bà nói thiệt đi, chuyện của Hà công ty Minh Quang là bà làm đúng không? Nè, ông nói gì vậy? Tôi không biết gì hết trơn á. Tới bây giờ bà còn chối nữa hả? Tôi coi bà là bạn thân của tôi nha. Tôi mới tới đây nói chuyện đàng hoàng với bà nè. Tôi với bà đều là bạn thân của Hà. Tại sao vậy? Tại sao nó phải chịu trách nhiệm cho những chuyện nó không làm hả? Trời ơi, tôi nói đó tôi không biết gì hết rồi mà. Bà nói bà không biết đúng không? Được, tôi nhắc cho bà nhớ. Vụ bà lấy điện thoại của Hà nhắn tin cho bà Vân. Rồi còn vụ chai nước xăm. Cái chai nước xăm trong bệnh viện thì sao? Có bà nhúng tay vô đúng không? Bà nhúng tay vô cho nên bà mới trốn ra đây ở nè. Nè, ông mắc cười quá, ông vừa phải thôi nha. Bây giờ tôi đi đâu, tôi làm gì, đời mờ ám để liên quan tới Hà hả? Đúng. Còn cái lịch trình mà Hà khai với lại công ty là đi ra gặp bà, là bà cố tình kêu Hà khai như vậy để bà đi tối với ông Quang có đúng không? Trời ơi, tôi mệt quá, tôi nhức đầu quá. Tự nhiên ông Quang về tôi không làm mà ông đi về giùm tôi cái đi, cái chuyện đó bữa khác nói. Tôi nói cho bà biết nha, bây giờ một là bà nói ra sự thật, chứ tôi nói cho bà biết cây kim trong bọc có ngày nó cũng lòi ra thôi, để cho mọi người phát giác là bà mệt á. Tôi mệt hay không là chuyện của tôi, bây giờ ông đi về đi, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Bà làm vậy bà có thấy bà nhẫn tâm lắm không hả? Bà làm vậy bà thấy có lỗi với Hà không? Còn nữa, cái chuyện lộ bản giá đấu thầu của công ty Minh Quang chắc chắn có bàn tay của bà nhúng vô. Tôi mệt lắm rồi nha. Bây giờ ông mà còn nhắc đến cái chuyện của Hà nữa, hay là chất vấn tôi những cái chuyện liên quan tới Hà nữa, thì ông đừng đến đây tìm tôi nữa. Không có bạn bè gì hết luôn. Được, không bạn bè gì hết đúng không? Tôi nói cho bà biết, tôi cảnh báo bà luôn, nhất định tôi sẽ tìm ra được chứng cứ để minh oan cho Hà. Một khi tôi mà tìm ra chứng cứ là có bàn tay bà nhúng vô á, bà đừng có trách tôi nha. Trời ơi, chắc chết mất. Trời ơi, sống gì mà khổ vậy, sao sống nổi, trời ơi, tôi đi chết luôn cho rồi, trời ơi, trời. Trời ơi, sao lại mình lại dính vô cái mớ bồng bông rất rối như vậy đây, trời ơi. Bây giờ nói nè. Anh vô đây hồi nào vậy? Anh biết hết rồi. Anh đang nghe em với Tùng nói chuyện. Em nói đi, tại sao phải hại Hà như vậy? Em, ai sai khiến làm chuyện này? Mẹ anh hay là ai khác? Em đã nói là em không biết, cũng không có liên quan gì rồi mà. Chẳng lẽ vì chuyện cá nhân mẹ em lại hại Hà đến tiêu tụy suy sụp, thậm chí là mất cả gia đình mình? Hà bây giờ rất đau khổ, bệnh liên tục. Chỉ có em, chỉ có em mới thể minh oan cho Hà thôi. Hà nó đang bệnh hơn. Thôi được rồi, em nói. Cũng như cái chuyện này mà bấy lâu nay em ăn không ngon, em ngủ không yên, em cũng mệt lắm rồi. Thật sự em không có cố ý, em cũng bị người ta ép buộc thôi. Em có nỗi khổ tâm riêng mà, em cũng không bao giờ muốn đối xử với Hà như vậy đâu. Anh biết mà, người tốt như em chứ không bao giờ làm như vậy đâu. Chắc chắn một điều, em bị ai đó nắm điểm yếu hoặc là uy hiếp mình. Em nói đi, rốt cuộc người đó là ai mà thâm độc như vậy? Thật ra là em bị ngọc gai bẫy, quay clip nhạy cảm, xong rồi dùng cái clip đó để uy hiếp em. Xong rồi cô ta bắt em phải làm theo những yêu cầu của cô ta. Nhưng mà rồi cô ta còn gạt em nữa. Cô ta nói xóa cái clip tôi đi rồi, nhưng mà hết lần này lần khác bắt em phải làm theo những cái điều mà cô ta muốn, rồi gửi hình ảnh của Hà với Tùng vào trong biểu diễn cho anh. Em đâu có muốn làm đâu, nhưng mà bây giờ em không biết phải làm sao hết. Anh hiểu rồi. Vậy em có biết Ngọc làm một mình hay có liên kết với ai không? Em không biết gì nữa hết á. Cô ta kêu em làm gì em làm theo đó thôi à.
Thôi được rồi, em cứ yên tâm đi, Hà sẽ tha lỗi cho em. Bây giờ em có việc gấp, anh phải đi rồi. Cảm ơn em nhiều. Chào em. Anh nói dở hoài à. Em hại nói vậy làm sao nó tha thứ cho em được. Từ con Quyên, từ Quang, con Quỳnh, đứa nào cũng có chuyện hết. Rồi bây giờ tới chuyện thằng Minh, con Tinh, thiệt khổ hết sức. Thì ra ba ở đây, con về nhà không thấy hỏi mẹ, mẹ mới nói là ba giận rồi bỏ đi. Ba mẹ cãi nhau nữa hả ba? Thì cái chuyện của con Quyên đó, với cái chuyện tiệm bánh mì nè, tới giờ này mà mẹ con vẫn khăng khăng bà làm theo ý bà, lúc nào bà cũng cho là bà đúng. Từ trước tới giờ tính mẹ con luôn là vậy mà, ba đừng có buồn nha. Ủa, rồi kiếm ba có chuyện gì không? À, con có đi gặp Nga, và Nga nói cho con biết sự thật. Thật ra Hà với Tùng chỉ là bạn bè bình thường, chứ không quan hệ yêu đương gì hết. Chỉ là tốt rồi. Con cảm ơn ba, thời gian vừa qua tin tưởng Hà. Suy đi nghĩ lại, con thấy mình thiệt là tệ. Yêu thương Hà, nhưng không hết mực tin tưởng Hà. Nếu con biết mình có lỗi, thì cố gắng sửa cái lỗi của mình là tốt rồi. Còn một chuyện nữa, Nga nói với con, Ngọc là người đứng đằng sau bày mưu hãm hại Hà. Thật vậy hả con? Dạ, chính cổ đã xác nhận với con. Sau bao nhiêu chuyện, con suy đi nghĩ lại, con thấy anh Cường là người đáng nghi ngờ nhất. Từ cái việc điều tra cái vụ làm lộ bản thông tin đấu giá của công ty mình, anh Cường luôn luôn chỉa mũi nghi ngờ vào Hà, còn gợi ý cho con á là phải điều tra lịch trình của Hà, và một mực cứ giải quyết cái vụ số tiền chuyển tài khoản của Hà. Nhưng mình vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Dạ, còn cái chuyện mà ngủ trong bệnh viện, con sẽ cố gắng tìm bằng chứng để minh oan cho Hà, rồi sau đó con sẽ điều tra xem giữa Ngọc và anh Cường có kết hợp với nhau hay không. Ừ, cứ vậy đi. Mai á, bà phải đi xuống với nhà thằng Phát để xin lỗi mẹ thằng Phát. Mẹ con bà xuống tới nhà người ta bảo quậy với. Thiệt gia đình mình không biết chừng nào mới được yên ổn.